Chào mừng cô chú anh chị đã đến với kênh Minh Hải Nhà Đất Kiên Giang. Ngày hôm nay Minh Hải sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị một miếng đất rất là đẹp ở ấp Thạnh Yên, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Miếng đất này thì cách lộ mới Kinh Đồng Dông là tầm khoảng 100m cô chú anh chị. Một lát nữa Hải sẽ chạy ra cái đường Kinh Đồng Dông cho mình thấy được cái đường đi của mình ha. Thì miếng đất này hiện tại thì lộ là 2m5 của chú anh chị. Cái này là xe hơi đi tới đất được thôi. Ở đây có một miếng đất rất là đẹp, là gần 500m2 với diện tích là ngang 6m2 và nở hậu là 8m, hơn 8m và chiều dài của nó là hơn 60m của chú anh chị. Miếng đất rất đẹp đó. Hiện tại đang là gắt giường, chưa lên thổ cư. Và ở đây là quy hoạch lên thổ cư của chú anh chị. Giá của miếng đất này thì chủ giao bán với giá là 900 triệu của chú anh chị, còn thương lượng hay của chú anh chị. Ở đây mình có cắm cọc hết trơn này của chú anh chị. Ở đây mình đã cắm cọc đá rồi hay của chú anh chị. Từ cái đoạn này qua đây là 6m2 ha. Ở đây là mình có luôn cái bậc kênh này của chú anh chị. Miếng đất này là thích hợp làm nhà vườn nhà yến của chú anh chị. Thì ở trước thì mình làm nhà, ở sau mình làm cái sân vườn ha, rất là rộng, rất là dài. Dài là hơn 60m. Hiện tại khu vực này là rất là đông đúc. Này là đất nền luôn nghe cô chú anh chị. Đây đất nền nha. Đây, đất nền chứ không phải là đất mương chủng nha. Cắm cọc hết rồi. Để biết thêm thông tin về chi tiết miếng đất này thì cả nhà vui lòng gọi vào số điện thoại là 0782 333 680 Minh Hải để đi xem đất nha cô chú anh chị. Một lần nữa Minh Hải xin cảm ơn cả nhà theo dõi video của Hải và hẹn gặp cả nhà ở video kế tiếp. Nhớ bấm đăng ký kênh và ủng hộ Minh Hải cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại. Bây giờ hãy mời cả nhà đi theo Hải ra đầu lộ cả nhà.